đừng tưởng là cậu có một tí tiền rồi muốn làm gì thì làm nhá. Từ hôm nay tao thấy mày cầm đến giấy bút sách vở, tao sẽ sạch hết xem mày còn thông minh được đến đâu. Cô bé áo này, giấy phong chức ở huyện mới gửi về đây, ông nhà tôi được làm quan rồi. Cô béo, cái chuyện mà vui thế này thì cô phải mau chóng đi thông báo cho cả làng biết để mà nở mày nở mặt. Còn để con nhanh chân, con chạy cầm cái tờ phong chức này về đưa ông cho. Chăm sự nhờ con nhé. Ngứa cả mặt, rơi hết bát tiền, tao đền, nói luôn. Cậu về mà đền cho bố cậu ấy.